Bây giờ ông hỏi con trai quý cái gì nhất? Quý cái gì? Con trai có gì quý nhất? Đầu óc. Đầu óc ngu như con bò. Con chơi thì ngọc chơi là quý nhất chứ cái gì? Bây giờ ông ra một câu thơ, con hãy điền vào cái chỗ trống mà ông ngưng nghe, hiểu chưa? Ra một câu thơ điền vào chỗ trống. Nghe cho kỹ. Nghe cho kỹ. Con tròn ngồi cạnh con nai. Con nai thấy thế liếm tai con tròn. Con nai ngồi cạnh con tròn. Con tròn thấy thế. Thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Câu cho lựa hát con ác đạn thiệt. Điềm vào đi con. Con tròn thấy thế liếm. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Nghe lại được không? À, con tròn thái thế hay tròn chạy luôn. Con năm nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Não vô cùng cứ...